đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa khép lại, Tân Hoa hậu cùng hai Á hậu đã có buổi ghé thăm viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Chuyến đi được diễn ra nhằm mục đích gửi lời tri ân và cảm ơn sự đồng hành của Thanh Hằng Beauty Medi, đặc biệt là cố vấn sắc đẹp Đặng Thanh Hằng trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Tại đây, top 3 đã có buổi trò chuyện hết sức vui vẻ cùng chị Đặng Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Viện Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi về những kinh nghiệm làm đẹp cũng như chất lượng của các loại sản phẩm chăm sóc da tốt đã được dành tặng khi còn là thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn cho các bạn có một kỹ năng để tự chăm sóc trong dưới áp lực của cuộc thi, thì các bạn biết cách để chăm sóc, để dưỡng da, để dưỡng ẩm, để chống nắng. Bên cạnh đấy thì các bạn có cái trải nghiệm thực tế được thực hiện các cái trị liệu về đưa các cái dưỡng chất xuống dưới da, cái tên gọi là chăm sóc điện chuyển ion Thalysi. Được nhận những cái món sản phẩm về chăm sóc cũng như là nuôi dưỡng tóc, và theo như trải nghiệm của Vi thì là mình cảm nhận được sự hiệu quả, và ngay từ cái lần đầu tiên mình sử dụng phải nhờ đến các chị bác sĩ ở đây, thì tôi mới biết được rằng là chúng tôi phải dùng những sản phẩm như thế nào mới đúng, buổi đêm sau khi tẩy trang thì nên dưỡng ẩm như thế nào. Bác sĩ tư vấn cho em và chỉ em cách chăm sóc như thế nào cho hợp lý nhất có thể để mình được một làn da đẹp. Vào đây thì mình cảm nhận được cái sự sang trọng cũng như là không gian, dịch vụ nơi đây mang đẳng cấp 5 sao, cảm thấy thoải mái. Và các nhân viên ở đây cũng rất là nhiệt tình, tạo cho em cái cảm giác rất là an toàn. Cảm ơn Thanh Hằng Beauty Medi đã luôn đồng hành cùng với Hoa hậu Việt Nam 2018.